Các bạn định nghĩa như thế nào về hiếu thảo? Liệu một trong số chúng ta có đang hiểu sai về ý nghĩa của hai từ này? Hello cả nhà, đây là bữa ăn vào ngày 12 tháng 11 vừa qua mà vẫn được nhà hàng The Monkey Gallery Dining mời đến để thưởng thức một cái menu đặc biệt với chủ đề cốt lõi của cái đẹp, được collab giữa giám đốc sáng tạo Dũng Yoko, chef Hậu Trần và chef Hạnh Lê. Do đây là menu đặc biệt chỉ gửi đến thực khách trong 2 ngày diễn ra sự kiện thôi chứ nhà hàng không có mở bán. Nên là trong clip này xin mời cả nhà cùng ngắm nhìn những món ăn đẹp mắt và cùng nghe Mẫn tâm sự tí xíu nha. Không biết cả nhà mình định nghĩa như thế nào về ý nghĩa của hai từ hiếu thảo vậy ta? Như cả nhà cũng biết, việc thực hiện các clip ăn uống cũng như đi trải nghiệm ở các nhà hàng á, đó là một phần công việc của Mẫn rồi. Nhưng mà Mẫn để ý á nghe, cứ mỗi lần Mẫn đi ăn uống ở các nhà hàng mà không có bà ngoại Coca hay là quay clip mukbang mà không có sự hiện diện của bà ngoại Coca trong clip á, thì Mẫn hay nhận được những cái comment như thế này là: ủa sao Mẫn không cho bà ngoại Coca ăn hả? Sao chị không cho mẹ chị ăn đi? Hay thậm chí là những cái comment có cái ý mỉa mai châm biếm hơn là: trời ơi con cái có hiếu quá ha, toàn đi ăn nhà hàng không mà, còn mẹ thì ăn đồ nhà làm. Đầu tiên á thì Mẫn cảm thấy rất là mắc cười luôn á, tại vì không lẽ là Mẫn không quay clip ăn uống với mẹ Mẫn là Mẫn không cho mẹ Mẫn ăn gì hết hay sao? Hay là bây giờ á, mỗi lần mà Mẫn cho mẹ Mẫn ăn cái gì á là Mẫn phải quay lên báo cáo là: à hôm nay tôi có cho mẹ tôi ăn nha. Phải vậy thì mọi người mới thấy là à Mẫn có cho mẹ Mẫn ăn và mới thấy là Mẫn hiếu thảo hả? Giỡn thôi, nhưng mà thiệt ra cả nhà thông cảm đi, những cái đoạn clip mà Mẫn up lên mạng xã hội nó chỉ là một phần nhỏ trong cái cuộc sống hàng ngày của Mẫn thôi. Mẫn á thì cái công việc là quay clip suốt à, nhưng mà mẹ của Mẫn á thì đâu phải lúc nào cũng sẵn sàng để quay clip hay là lúc nào cũng muốn được lên clip đâu. Thêm cái nữa, nếu mà bạn nào mà để theo dõi Mẫn lâu rồi thì cả nhà cũng biết á, mẹ của Mẫn thì cũng thuộc tuýp người là hơi kén ăn tí xíu. Mẫn á thì cũng đã từng đi ăn rất là nhiều nhà hàng và đưa mẹ theo, nhưng mà hầu như á là mẹ Mẫn không có ưng ý và không có vừa miệng nhiều. Sở thích của mẹ Mẫn á là vẫn thích ăn đồ nhà làm, đồ tự nấu để nêm nếm cho vừa miệng hơn là ăn đồ ở những nhà hàng, và mẹ Mẫn cũng không có thích ăn những cái món lạ. Đặc biệt giống như kiểu mà đi ăn những cái set menu mà mỗi món nhỏ ít vậy nè là mẹ Mẫn không có thích luôn á. Mẹ Mẫn không có ăn được đồ sống và cũng không có ăn được những cái món cay luôn. Nên dù bản thân Mẫn rất là muốn đưa mẹ đi ăn những nhà hàng này nhà hàng kia nhưng mà không phù hợp với cái sở thích của mẹ của Mẫn. Vậy thì thử hỏi cả nhà, Mẫn nên để cho mẹ Mẫn ăn những cái món nhà làm, nhà tự nấu vừa miệng là thoải mái nè, hay là Mẫn phải đưa mẹ Mẫn đi ăn những cái nhà hàng mà trong khi mẹ Mẫn không có thích, mẹ Mẫn không có ưng ý, thì cái nào mới là có hiếu đây? Rồi chưa kể nhiều bạn cũng hay comment là: ơ sao mẹ lớn tuổi rồi còn để mẹ buôn bán, hay là sao mẹ lớn tuổi rồi còn để mẹ làm cái này cái kia, nhà mình á là mình không có để cho mẹ mình đụng tới cái móng tay móng chân gì hết á, vậy mới là có hiếu. Vậy á thì Mẫn nghĩ là các bạn chưa bao giờ gặp những cái trường hợp á mà có những cái người lớn tuổi, dù là con cái người ta rất là thành công, rất là muốn người ta sống an nhàn, nhưng mà người ta vẫn muốn làm việc, người ta không muốn rảnh tay, và cái việc mà nằm ở không này kia đối với người ta rất là buồn luôn. Được làm việc nè, được làm cái mà mình thích á thì họ mới vui. Nên là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không lẽ bây giờ các bạn muốn áp đặt con cái nhà người khác phải báo hiếu cha mẹ giống như là cái cách các bạn báo hiếu cha mẹ các bạn, dù là cái cách đó không phù hợp với nhà của người ta? Hiếu thảo là cái cách đó mà con cháu yêu thương, chăm sóc, lo lắng và phụng dưỡng cho những người lớn trong nhà với cái cách phù hợp với người lớn đó. Và cái sự chăm sóc, yêu thương, phụng dưỡng đó nó phải đem lại cái niềm vui, cái sự thoải mái cho người lớn, chứ không phải là cái sự áp đặt. Chứ đâu phải là phụng dưỡng là bắt mẹ của mình ăn một cái món ăn mà mẹ mình không thích, mình nói mẹ ăn đi, tại vì cái món này nó mắc tiền, nó ngon, con mua nhà hàng đó, mẹ phải ăn đi để con báo hiếu cho mẹ. Không nha, nếu như vậy thì ai làm vậy làm đi, chứ còn tôi á là cái cách báo hiếu của tôi không có như vậy nha. Mà có một cái cũng ngộ lắm nha, biết bao nhiêu clip Mẫn đưa mẹ Mẫn đi ăn nhà hàng rồi này kia các kiểu, hay là đi du lịch đó, thì không có thấy mấy bạn đó comment. Nhưng mà chỉ cần có một clip nào vắng bóng cái thôi là comment quá trời luôn. Mà nói thiệt nha, nếu bạn nào đang có suy nghĩ và cái hướng thực hiện cái sự hiếu thảo là chỉ quan tâm với cái sở thích của mình thôi mà không quan tâm rằng ba mẹ ông bà mình có thích hay không và có phù hợp hay không, thì Mẫn nghĩ là các bạn đang hiểu sai và thực hiện sai cái thông điệp của hai từ hiếu thảo rồi đó. Thêm nữa, Mẫn nghĩ ngoài cái sở thích ra thì còn liên quan tới sức khỏe nữa. Mình hiếu thảo, mình phụng dưỡng ông bà của mình, những cái gì nó cũng phải phù hợp với sức khỏe. Như mẹ của Mẫn nè, lớn tuổi không thể nào ăn quá nhiều hải sản được, tại vì sẽ bị gút rồi đau khớp rồi này kia. Nhưng cuối cùng á thì đây cũng là cái việc cá nhân của mỗi người và chuyện riêng tư của từng nhà. Nên là thôi, nếu mình không giúp đỡ được gì cho người ta thì mình cũng đừng có nói lời cay đắng. Mà cái quan trọng là trước khi chúng ta đi phán xét một ai đó thì chúng ta cũng phải tự kiểm điểm lại bản thân mình, coi là mình đã làm tốt cái việc của mình hay chưa. Chứ có nhiều bạn á nha, Mẫn thấy hay đi phán xét người này người kia lắm, nhưng mà đến hồi qua trang của các bạn là hú hồn ôi trời ơi luôn á. Ngoài những cái comment hơi không có hay đó ra thì những cái comment mang ý kiến đóng góp xây dựng đồ này kia Mẫn rất là trân trọng và sẽ luôn ghi nhận nha. Mẫn ghi nhận hết xong rồi về Mẫn chắt lọc ra cái nào phù hợp thì Mẫn sẽ áp dụng nè.